Câu đầu tiên là trong đời sống và đường lối của một Phật gia làm sao cho trong sáng, phải như thế nào mới đúng gọi là thiền tâm? Ý hỏi là khi mình đã là một Phật gia rồi thì trong cái đời sống và cái đường lối sống của mình thì làm sao phải đúng như theo tấp của thiền tâm? Phật gia, thiền gia mình có cái tranh này để tu đạo thôi, chứ còn việc sống hàng ngày như thế nào thì mình cứ sống như vậy, đừng có sống ngoài, đừng có sống theo cái kiểu mà người thế gian nói tôi không dám làm này làm kia, mình cứ gia đình mình như thế nào cũng sống y như vậy. Bởi vì thiền tâm là nó có cái đặc biệt hơn các cái pháp môn khác. Ví dụ các môn pháp ở môn khác như tịnh độ thì cái tối ngày cái niệm mà không dám làm cái gì, mà chú cũng vậy. Còn cái thiền tâm này là nói là đi vào trong thực tế, mình có gia đình mình lo cho gia đình. Những cái mà Phật gia, thiền gia bây giờ để phân cấp trong cái đạo để giúp người khác, người khác biết rằng là tôi đã hiểu thiền tâm ở cái trình độ đó, chứ nó không có giá trị gì vấn đề cái đề mà giải thoát hết. Còn giải thoát á, muốn giải thoát thì phải làm sao có công đức và đồng thời biết được cái công đức trở về Phật giới. Đây là hai cái điều quan trọng nhất. Rồi cái điều quan trọng nữa đó là mình có muốn về không, hay là cứ ở đây rồi cứ thấy ông nào cũng lại, thấy bà nào cũng lại. Muốn về thì dẹp hết tất cả những gì ở trong thế gian này. Thì nói tóm ra là bây giờ bắt trước ông Trần Nhân Tông tu đi. Ông Trần Nhân Tông á, ông tuy ông bỏ ngôi vua nhưng mà có người thế, ông lên cái núi để ông biên chép, ông ra soạn những cái bài để lưu tại hậu thế. Mà chùa Thiền Tông Tư Diệu đã có lưu lại một số cái sự thật, ông viết rất nhiều về đó để ông viết sách chứ có gì hết rồi. Rồi ông, tất cả những người nào muốn hỏi lên ông trả lời cho. Nhưng mà ngày xưa lên kinh yên tử không có nhiều như bây giờ mình đâu. Người nào mà thật tình muốn tu cái này lên ông nói cho nghe. Còn những người mà hỏi dùng khỏi không đúng về giải thoát ông trả lời đâu. Đó thì bây giờ nói cái vấn đề cái Phật gia, thiền gia, mình gia đình thì phải sống gia đình, lo cho gia đình, đừng có lo cái chuyện tà bậy tà bạ bên ngoài. Đây là cái thực tế nhất của cái đạo Phật. Thiền tâm này là cái tinh hoa của đạo Phật chứ không phải đơn giản đâu. Còn tất cả những cái mà tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, đó là những cái phương tiện để dẫn cho người ta chứng đắc, để người ta thích vậy thôi. Chứ Đức Phật biết là mấy ngàn năm trước dạy cái này không ai nghe đâu. Bây giờ này, lời người văn minh đã lên thật cao rồi mà dạy người ta còn không nghe. Muốn chi mấy ngày xưa là đồ đá, đồ đồng, tất đời đời này gọi là nguyên tử mà còn ta chưa chịu nghe. Người ta vẫn chui cái đầu vào, lo này lo kia. Họ không hiểu được cái nguyên tắc vật lý. Trên cái đất này mà dù có làm cái gì đi nữa, nó cũng đi theo cái quy luật nhân quả luôn rồi. Đức Phật muốn chỉ là chỉ cái phần này để muốn giải thoát, ai muốn giải thoát thì tu thiền tâm. Còn ai muốn lên nước tịnh độ thì tu tịnh độ. Ai muốn làm thần thì tu thần. Đó thì trong đó, bởi sáu pháp môn của Phật dạy, chỉ sáu đường luôn. Duy nhất chỉ có thiền tâm mới chỉ thoát con đường đi ra ngoài nhân quả. Còn ở vấn đề và nói vấn đề thiền gia Phật gia, đây là phương tiện để giúp. Mà hơn nữa đó, cái quan trọng nhất cái Phật gia đó, khi mà người ta truyền thiền để dặn dò mình cái lộ trình về Phật giới, nên chú ý cái phần này. Nếu mình không chú ý thì không về được. Nếu mình không chú ý đó thì nó bị lạ. Tại vì mấy ông thần, thứ nhất là ông thần quản lý tánh mình, ông lừa mình, nó lạ cái chỗ này. Nó sẽ trở lại vấn đề Phật gia, thiền gia đó. Thì có thắc mắc gì cứ hỏi đi. Yeah.
Câu tiếp theo là ở trong thiền tông có thiên ma hay không? Ở trong thiền tông có thiên ma hay không? Thiên ma. Cái thiên ma này nó hoàn lý, cái đó trong thiền tông nó có xài cái này. Thiên ma là nó hoàn toàn nó sinh hoạt ở trong thế giới vật lý. Thiên ma này là gì? Là những cái ham muốn của con người à. Đó là cái do cái tưởng của con người nó ra. Mà ham muốn con người nó thuộc về âm, thì trong cái đạo Phật nó gọi là thiên ma. Thiên là thiên hình vạn trạng, ma là hình tướng à. Dù đó thật mình ham muốn cái gì cũng nằm ở trong cái quy luật nhân quả đó. Quy luật nhân quả thì Đức Phật gọi là thiên ma. Rồi ngoài đi. Câu hỏi tiếp theo là tạo công đức mà ngã mạn thì có công đức hay không? Tạo công đức mà thích ngã mạn có công đức hay không? Tạo công đức mà ngã mạn có chứ không, nhưng mà công đức bị vô đen. Có nghĩa là mình có già, một già có một vàng, nhưng mà bụng già bị nhấn nước sự đen, thành ra nó không phát huy công năng của cái công đức được. Vì thế á, mà tôi nói là ông Sư Lợi Pháp Án ngày xưa đó, mấy đời trước ông Phật ông tự ông bố thí rất nhiều, nhưng mà ông cho ông là người giàu có, ai xin thì cho, ai xin thì cho ai, làm gì cũng gọi là có cái ngã chấp á, thì ông có công đức nhưng công đức cũng bị vô đen, nó không phát huy được cái công năng của nó. Vì thế mà Đức Thích Ca mới nhìn thấy ông được, mới giải mã được cái này. Nói về sao giải mã thì giờ ông Thích Ca giải mã rồi bắt đầu ông tạo một công đức khác, ông tạo bằng một cách kêu bằng tự nhiên á. Vì sao ông ấy còn cái mà công đức bị hô đen khi về Phật giới rồi nó có xóa được, vì trong Phật cái hô đen này nó nằm ở trong người âm của thế giới vật lý. Khi về thế giới Phật rồi thì cái âm này vào trung tâm điện hành là cái âm này nó bị mất, thì cái công đức nó sáng ra được, thì đem về Phật giới mới sử dụng được. Câu hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo là là một Phật tử thiền tông nhưng mà không được nhiều thiền, nhưng mà biết được công đức giải thoát, biết được tạo, biết cách tạo công đức thì khả năng có được về Phật giới hay không? Truyền thiền 100 người còn mới đi được có 5 người thôi thì làm sao trở về Phật giới được? Mình nói thì cái này nó khó chứ phải không? Ngày xưa khi mà lần đầu Huệ Năng ông nhận được cái pháp này, ông đi 30 ngày đường để tới ông Ngũ Tổ còn nhận xác nhận cho mình. Bây giờ phương tiện di chuyển rất nhanh và rất khỏe, thì nếu mà muốn về Phật giới thì phải tuân thủ nghiêm ngặt. Tiền mà 95 người ở lại còn có 5 người đi tới thì mình nên nhớ, còn mình kêu bằng lơ lơ là thôi thì đi tiền cho nó vui thôi chứ làm sao về được. Bởi vì khi mà mình ngồi đây truyền tiền, vị Phật đến chứng minh rằng nhìn thấy người đó là có được có đủ tư cách về Phật giới không, còn ông đủ thôi làm sao ông nước mình về được. Ông Thích Ca còn phải đi ngang nước mới về được, còn mình bây giờ công bố quyền ký bởi vì nói là không phải ai nghe thì tâm cũng về được đâu, nhưng mà mình xét lại mình muốn về được thì phải nghiêm chỉnh chấp hành của thiền tâm. Đức Phật dạy cái gì thì phải chú ý nghe và thực hiện đúng. Tâm này thì có lương lẹo có cứ gì hết, giống như mình làm cái gì á, tiền bạc của mình làm ra bằng cái mồ hôi nước mắt của mình thì mới sức vậy, sử dụng một chưa lâu dài thuốc chi tiền bạc mình lương lẹo người khác thì cái công đức nó cũng nằm ở chỗ này. Nếu mình làm mà không có tục, không có dùng sáng thì công đức không một nó vô đen là tất nhiên Phật không nước mình về đâu, rồi mình đi luân hồi nữa. Nó ổn thời gian 10.000 năm mới Đức Phật mới công bố ra một lần. Mà cũng may á là Thích Ca công bố tại đất rồng, chứ nếu mà người nước rồng mới hiểu được cái này, chứ bây giờ người Trung Quốc không biết cái này, người Nga không biết, người Mỹ không biết cái này. Và rất đơn giản, mà bây giờ cái thời gian công bố ra nó có hiệu lực đâu có dài, trăm năm ra lại thôi.
nhớ là nếu mình bây còn nắm được cơ hội thì mình cứ lưu hội đó. Giống như đã tới bờ không chịu trèo lên thì rồi tiếp tục lưu hội tiếp, rồi phải đi qua một cái chu kỳ nữa. Bây giờ kiếp này mình còn là người công bố quyền ký ra mình không nắm thì thôi đi tiếp tục không quay một cái nữa. Bây giờ nói thật, tôi quay lên đây là sắp 10.000 năm thì cái đất này đã bị hủy diệt một lần, nó trở lại cái ban đầu. Thì cái thiện tâm này nói thì nghe thì nó rất dễ, nhưng mà nếu đi vào chi tiết cực kỳ khó thì nên cố gắng. Nhất cái này thì cũng không khuyên, khi mà tôi ở đây là tôi chỉ công bố quyền ký là tôi nói từng thứ lớp ra cho nghe, rồi ai nương theo nổi thì nên nương, còn nương không nổi thì thôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là người lâm nữ dạy tôi là phải công bố và cắt nghĩa cho người ta nghe, chứ không phải là gì dạy nghe. Cái này là tôi là có một người công bố ra. Đức Phật nói cái gì con phải công bố ra từ chi tiết cho người ta biết, rồi mới chuyển trở về Phật giới của người ta, chứ không phải là mình làm sao mà tiếp để giúp người ta được. Chính tôi công bố mà không biết tôi có về nổi không thì làm sao? Nó đâu phải đơn giản đâu. Đừng có hỏi là thêm cũng câu đó. Câu tiếp theo là bản thân con là muốn làm công đức nên là chỉ bài cho người khác, hoặc ham muốn được việc thiện nên con đã nhờ người khác làm bài dùm. Vậy như vậy thì con có được công đức hay không? Mình nói có là công đức bị vô đen, giống như visa đó. Visa mà đi nước nào đó mà nó đúng visa thiệt á thì lên cửa khẩu á nó cho qua. Còn nếu mà visa giả thì nó biết nó bằng. Rồi sao này, nếu visa giả rồi sao? Thì cái đó mình hiểu rồi, visa giả nó có hai ba cái đắt léo đâu. Một là nó trị tội mình vấn đề mà làm giả, nghe không? Thứ hai nữa về cái nhân phẩm mình như thế nào, rồi có thể nào người ta có thể trở lại lần thứ hai để đi nhận xin visa lần thứ hai nữa. Đã có cái phốt là nó khó. Bởi vậy thành ra nói là nếu mà bị phốt rồi là không có cái nước biển nữa còn không hết thì đừng lên đến trong. Nên nhớ một điều, tiền tâm nên phải nghiêm chỉnh. Cái gì mà làm phải không biết là phải âm thầm làm, không hiểu thì người ta chỉ cho, chỉ từ ly từ tí cho, cái đường đó đừng có ham ngồi đi chuyện thì mình làm giả đủ thứ không nên. Giống như bây giờ đi ra học cái ngành gì đó mình không chưa tốt nghiệp mà mình đi làm bài giả để xin đậu á, rồi ra ngoài không làm được rồi thôi, cũng có còn khổ nữa. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vậy xin hỏi nếu mà như vậy thì sau khi chết sẽ đi về đâu? Nếu mà trường hợp làm bài giả như vậy thì sau khi chết sẽ đi về đâu? Thì thiếu gì đường đi, thì giống như mình làm visa giả đó, lên tăng sư giúp đi nước ngoài là đi về đâu, làm sao biết? Cái đó là điều theo cái anh canh gác nữa đó, anh phát hiện ra visa giả, anh giao cho mình đâu thì mình đi đó. Có nghĩa là chắc chắn mình không về được, còn giao đi đâu thì mình theo đó. Giao cho ông cảnh sát hình sự thì ông cảnh sát hình sự dẫn mình đi. Em giao cảnh sát tư pháp thì cảnh sát tư pháp dẫn mình đi. Rồi sao đó là làm sao trả lời chính xác được? Tất cả ở thế gian này nếu mình sử dụng cái gì giả thì chắc chắn là luật pháp qua cái điều mấy đó nó dẫn mình đi được, đi nơi đó. Thì thiền tâm cũng nằm trong cái nhà này. Đã hỏi giấy rồi, có cái gì tự nào cũng đặt câu hỏi thêm không ạ? À, xin mời anh lên đây luôn. Còn ai cũng hỏi nó không, cứ lên trên này còn lên một hộp với. Dạ, thưa Thầy, thì con hỏi là vấn đề con thực hành thiền đang vướng một chỗ đó. Mình biết là cái tự tánh thì nó tự nhiên là con cũng nhận được, thấy nghe nó biết
Nhưng mà khi mà con thấy cái nghe nói biết thì cái thấy và cái nghe của con nó luôn luôn bị một cái sự chú ý, có một sự chú tâm. Còn để nó tự nhiên theo được đáp thì chưa được. Thì con đang thực hành con bước cho đó thì ông nhà đạo hội cũng xin chủ các tử hướng dẫn cho con để con vượt qua cái này. Thì trong kinh Kim Cang có nói nó còn coi trong kinh Kim Cang đức Phật dạy đó, tri kiến lập tri tức vô minh bộ, tri kiến bất lập tri tức tính nếu bạn coi cái căn đó, mình về cứ nghiền ngẫm cái câu này, chừng nào mình đâu thấy mình đang sử dụng nó đến thấy mình thấy đấy, cứ lặp cái câu này hoài, cứ nhai nó riết đi rồi tự nhiên nó sẽ thấy, nó sẽ hiện ra, nó hiện ra đây gọi là kiến tánh đó. Đang cố gắng trong kinh Kim Cang có gì rất rõ, nhưng mà không phải mình nói một cái mà mình thấy được đâu, cứ nhai nó riết đi tự nhiên nó biết, tự nhiên nó hiện ra. Cái hiện ra đó là cái kiến tánh, là kiến và là kiến tánh thấy. Chứ bây giờ không có cách nào giảng được hết, mà bây giờ phải căn cứ vào các kinh điển đại thừa Đức Phật dạy. Thỏa mãn rồi, câu hỏi đi. Dạ, con sẽ thực hành cái phần đại diện chủ. Dạ. Con có một câu hỏi thứ hai là trong cái tổ Huệ Hải ngày xưa có nói với nhà sư là hai câu là bậc thánh mà thấy mình có ngoại đạo là vì ấy trả là phàm phu, phàm phu mà thấy mình có ngoại đạo thì vì ấy đã vào tổ thánh rồi đó. Thì câu đầu theo sách quả thì con có thể cảm nhận được, câu thứ hai con không hiểu, hoàn toàn không hiểu đến mình này, thì đây con nhờ được chỗ giải cho con. Trong kinh nói là nếu mình thấy mình chứng thắng đó, thì trong kinh Kim Cang nó thấy chứng thắng là bị quần tà. Tức có nghĩa là tất cả những người mà hiện tại trên cái đất này trong đạo Phật ưa tôi đi khoe tôi là thánh này thánh kia chính là ông đó tà. Còn bây giờ mình hiểu rồi, bởi vì Đức Phật nói là khi kiến tánh rồi không nói được một tiếng, Đức Phật còn không nói được thì làm sao người thế gian nói được. Vì thế mà trong kinh Đức Phật còn có phá mấy câu nè, người mà thấy mình là thì kẻ đó là tà, còn người nào kiến tánh mà không nói gì chính người đó là bậc thánh. Nên hiểu cái câu nó đơn giản thì thôi. Dạ, con đã hiểu, cảm ơn chủ. Rồi con hỏi tiếp theo là pháp môn Thiền Tông thì mới phổ biến ra rất ít chùa biết, nhưng còn kinh Pháp Hoa thì rất nhiều chùa biết, nhưng mà tại sao ở trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ ràng rằng là tu tiểu thừa hàng thanh văn đều là tà đạo không giải thoát được, nhưng cớ sao lại các chùa lại cứ thích tụng kinh Pháp Hoa mà không hiểu rõ được những ý sâu mồm trong đó, không lẽ nó có nguyên do gì đặc biệt hay sao? Bởi vì Đức Phật có dạy từ khi Đức Phật nhập niết bàn mới để trở lại tất cả các kinh điển thì hoàn toàn nói ẩn ý không có dạy rõ được, mà khi quyền bí công bố ra rồi mới dạy rõ. Vì tất cả các thầy mà tụng kinh Pháp Hoa, Thủ Lăng Nghiêm hay bất cứ gì rồi tưởng tượng ra nói thôi, chứ kinh nói rất rõ mà tại mình không hiểu. Mà nói đúng ra nếu muốn hiểu thì phải đúng cái công, biết cái công thức nó mới hiểu được. Chứ bây giờ có nhiều vị hòa thượng nổi tiếng đó đem kinh ra giảng trật lắc không có lúc, mà tại sao? Là tại vì người ta không kiến tánh mới giảng cái này được. Còn hiện giờ bây giờ nói ra nó sự thật là sao? Không cần kiến tánh, nhưng mà cái này quyền ký đã nói ra rõ từng phần một. Bây giờ tôi nói cái vấn đề mà tại sao mà cái câu mà nói là kiến tánh là tà và thấy kiến tánh là tà, vì trong cái đất này mình mới hiểu nè, cái đất này gọi là ngũ thú tập cư, năm loài sống chung,
không có nói rồi thực vật trong này. Nhưng mà cái loại cái được quyền mà làm hiện tượng lạ là loại thần. Vì thế mà tất cả cái gì mà mình tu ở đây mình thấy hiện tượng này hiện tượng kia, đó là ông thần ông làm. Là vì sao? Tánh Phật vào mượn thân con người để tạo công đức, thì tánh người nó lại thích, nó thích này thích kia. Còn cái tánh Phật lúc đó nó quên rồi, ai ngủ quên trong tử cung của mẹ, và đồng thời nó bị bao dây của 16 thứ tánh người, thành ra tánh Phật không hiểu được đâu. Thành ra bây giờ một Đức Phật muốn nói cái vấn đề giải thoát không được, là vì thời kỳ Đức Phật giảng đạo là thời kỳ đầu đồng, có nghĩa là chân kiến của người rất thấp, chỉ có một hai người không hiểu và chế giáo hóa bằng đồng thôi. Sau này bởi vì thành ra trong tất cả các kinh có nói đến chuyện tam giới, nhưng mà không ai giảng được chuyện tam giới là cái gì. Ai có lên đầm sẽ ai có lên xuống tiên á, mới vẽ cái dòng tam giới, mới vẽ Phật thánh thần sống chung với đại đạo, đúng không? Bởi vì tam giới ba cái giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, còn cái đất này rồi thần ngự trị, rồi người có trách nhiệm là dẫn đi luân hồi, phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới giảng được cái chuyện tâm. Còn nếu mà mình không hiểu nguyên tắc này thì giảng được. Bởi vậy thành ra tại sao mà tất cả các chùa từ bắc chí nam không có chùa nào dám để là chuyên dạy giải thoát hay chuyên dạy giác ngộ, hoàn toàn không có. Đó, cái chùa này nếu mà ông thầy nào giỏi dám để cái câu chuyên dạy giải thoát thì người đó mới được. Mà bây giờ công bố quyền ký ra rồi mà không chịu nương theo quyền ký để học, có nhiều người đem quyền ký xé bỏ. Và thứ hai nói là quyền ký là bịa đặt là tà đạo, thì cái giáo Phật nó trước mà ông nói là 98% người chửi cái quyền ký này, chỉ có hai người thôi đó. Mình thì nên nhớ rằng nó khó khăn ghê lắm. Mà bây giờ sở dĩ chùa Tiền Tông Tư Diệu có nhiệm vụ là công bố và phải giải thích ra để là chuẩn, để là chuẩn quá là cái lời của Đức Phật dạy thôi, chứ không có quyền quy gì. Phải nên nhớ là thành ra người ta không hiểu. Bây giờ tất cả cái tinh hoa đạo Phật là gì? Giác ngộ giải thoát. Mà không có chùa nào giác ngộ giải thoát đâu, mà chuyên môn cúng tụng không, thì hỏi chứ sao ra giác ngộ được. Giờ không lẽ ông Thích Ca ông ra từ gốc cây ông cúng, không lẽ Trần Nhân Tông là trèo lên núi ông tụng à, cầu cái gì trên đó. Mình phải hiểu cái tinh hoa đạo Phật nó làm hai cái ông này nè, một là ông Thích Ca, hai là Trần Nhân Tông. Người Việt Nam mình mới có hai người, chứ còn tất cả nước ngoài không có một ông Thích Ca thôi. Nó mình phải nên nắm được cái căn bản này thì tu. Thì bởi vì ở đây tại sao Thiền Tông có công bố tại đây rồi, là vì nó có hai cái người, một là ông Thích Ca, hai là Trần Nhân Tông. Ông Thích Ca phổ biến ra Trần Nhân Tông xác nhận thì cái dòng thiền nó mới đến này. Còn nếu mà không có Trần Nhân Tông dòng thiền của họ đã không vô đây, nó đi đâu, nó đi cái kiếp nào gọi là có người xác nhận được cái đó là cái nguyên tắc phải hỏi. Rồi con